có sự góp mặt rất đặc biệt của cellist là Mr. Laszlo Messel. Mr. Laszlo Messel là một trong những trung hồ cầm thủ nổi bật nhất trong thế hệ đương thời của Anh. Anh được đào tạo chuyên nghiệp và đoạt những giải thưởng lớn trong các cuộc thi trên toàn thế giới. Và chẳng những như vậy mà anh đã từng là giảng sư trên rất là nhiều cái quốc gia trên khắp thế giới và đã từng đứng ở trên sân khấu biểu diễn cùng những nghệ sĩ hàng đầu và những dàn nhạc giao hưởng thượng thặng nhất. Và hiện giờ thì Laszlo Messel đang là giảng viên tại trường đại học Chapman. Và bây giờ kết hợp với Laszlo Messel không ai khác chính là thí sinh đáng yêu Lauren Hall của chúng ta cùng với Foxy và nhạc phẩm Nocturne in C Shape Minor của Chopin, thưa quý vị. Thank you.
Robin, Lauren Hall and Lasso Messo. Xin mời giám khảo Tâm Đoan. How did you feel about the song? I feel excited and happy. Really? I feel like you're lacking a little bit of energy. Maybe because you're playing along with such a famous and a professional. Did it kind of put a little tiny bit of pressure on you? No, not at all. Wow! Welcome back, Mr. Mezzo. How does it feel to be back joining one of our contestants this year? Last year you were with a four-year-old, you remember? Exactly. I had a fantastic time with Lauren. And this was a quite different type of challenge we had to come and solve with this piece because, last time we played a very fast piece, but now it's a very sensitive piece. And it's really, I had such a great time with Lauren during the rehearsals too. She is such a sensitive young musician. And we had a really great time to transform a few notes into some really otherworldly, magical music. So I had really a fantastic time and I enjoyed every moment working with Lauren. Thank you. Thank you for being with us. Bây giờ xin mời giám khảo Chí Tài. Đến cái tuổi gì mà chơi mà đệm cho một cái người chơi solo tuyệt vời như vậy thì bác không còn gì để nói nha. Tức là cái cách con người đàn người diễn tả cho cái gương mặt. I love you. Xin mời Đan Dầu Phú. Mỗi con có một cái sắc thái khác nhau, một người thì ca, người thì đờ, người đóng kịch. Cho nên không rất là vui nhìn thấy các con trên sân khấu. Và hy vọng là có những em bé khác đang chuẩn bị cho những giải Vista Kids cho lần 3 hôm Ngọc Hân. Và cho nên đó là cậu cảm ơn con đã có hiện diện trong ngày hôm nay. Tuyệt vời. Xin mời giám khảo Phi Khương. Rất khôn khéo để chọn tiết mục hồi nãy. Đậm chất màu rock thì qua bên này thường là biểu diễn thì thường là con sẽ là cái người solo của thầy, mà bây giờ làm ngược lại, con là cái vai trò cầm cương chặt để giữ cái đường đi. Quá tuyệt vời với một đứa bé cỡ tuổi này thì còn giỏi nữa. Cảm ơn con. Xin mời giám khảo Anh Dũng. Bác cảm thấy là con là khi mà con đánh với mà cái chú cello này đó thì cái tiếng đàn của con nó mới hiện ra hết được cái ưu điểm của con cũng như là cái khuyết điểm của con. Và trong đó thì chắc có lẽ là trong tương lai, tại vì con mới có bao nhiêu tuổi thôi phải không, mới 8 tuổi, thành ra con sẽ còn đường dài nữa để mà con tiến. Thì chắc chắn mà cái điều như hồi nãy bác đã nói với ban hướng Việt là cần phải học cách thể hiện tình cảm đối với, và khi mà mình chơi xong tấu một cái đàn khác thì mình phải nương theo cái tiếng đàn để làm sao cho nó hai cái tiếng đàn nó hòa hợp, nó quyện với nhau nhiều hơn nhé. Nhưng mà cái tiết mục của con là tiết mục hoàn hảo. Cảm ơn con. Xin cảm ơn ban giám khảo và xin mời ban giám khảo lưu lại số điểm dành cho thí sinh Lauren Hall. Kính thưa quý vị, nếu như quý vị cũng yêu mến Lauren Hall, xin quý vị gửi tin nhắn về 22333, nội dung tin nhắn là VSTAR03 hoặc là like video clip tiết mục trình diễn của Lauren Hall trên trang Facebook của Vietface TV và trung tâm Thúy Nga là Thúy Nga Paris by Night. Xin cảm ơn quý vị. Thank you Mr. Laszlo Messo. Thank you for joining us tonight. Congratulations, con. Xin cảm ơn quý vị.